Logo của nó không có và nó chỉ ghi phía sau này thôi, nó ghi phía bên hông này thôi mọi người. Nó khá là tinh tế cái phần này, tức là đó, nó chỉ ghi vậy thôi. HTML rất là nhỏ gọn. Hello, xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì mình là Khánh, hôm nay thì tiếp tục với cái series giới thiệu sản phẩm. Thì hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người một cái sản phẩm, đó là một cục súp đến từ thương hiệu SE Audio Technique. Cái thương hiệu này thì cũng rất là quen thuộc với mọi người rồi, nếu mọi người đã theo dõi cái kênh của Thiên Vũ nhiều. Thì cái súp này nó sẽ hơi khác với các dòng súp khác một xíu, bởi vì đây là một dòng súp Smart. Nó sẽ có bộ xử lý DSP này kia, rồi nó sẽ có chỉnh những cái thông số rất là chi tiết bên trong cái con súp đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn về con súp này và các tính năng của nó có thể chỉnh được. Đầu tiên thì bắt đầu video thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái thông số kỹ thuật cơ bản của nó dựa trên website của nhà hãng. Bắt đầu thôi. Ok, hiện tại là mình đã vô được cái website của thương hiệu SE Audio Technique rồi ha. Thì đây là đường link của nó, edaudiotechnic.de ha. Đó, thì cái DE này là Đức nha mọi người, thì sợ mọi người không hiểu. Rồi, thì trong đây nó có rất là nhiều dòng, cái website này nó rất là nhiều dòng sản phẩm của bên SE có. Nào là L Line, M Line, B Line, CV Line, E Line, đó, nhiều lắm. Cái cột này mình hay bán nè, đó. Thì hôm nay thôi không lan man nữa thì mình nói riêng về cái dòng sản phẩm mới này. Đây là một cái súp S112i Pro đến từ thương hiệu SE ha. 112 thì dễ thôi, là một bát nhân với bát 12 inch thôi mọi người. Đó. Cái SE mình thích cho đó, tức là cái ký hiệu mà của cái loa là nhìn vô đó là biết cái loa nó cấu trúc như thế nào luôn. Mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi thêm chữ W nó là ra màu trắng thôi, chứ không gì hết trơn á. Rất là dễ, nhìn vô là biết liền. Rồi. Lật xuống nè, đến với phần đây, thông số kỹ thuật của nó. Đầu tiên là cái dải tần đáp ứng đến 42Hz nha mọi người. Khá sâu ha. Rồi. Maximum SPL lên đến 132 dB. Đương nhiên đây là peak thôi nha mọi người. Đây là peak nha. Peak thì mình phải trừ 6 dB nữa mình mới ra maximum. Thì trừ 6 dB đi thì nó cũng phải còn 126. 126 tương đối lớn. Với một cái súp 3 tấc như thế này. Đó, một củ bát nhân 12 inch driver đây. Thì 126 dB là một con súp, là một cái khá lực. Mình đang tò mò đây rồi. Hiểu luôn tại sao luôn công suất 126 dB ha mọi người ha. Công suất âm ly của nó lên đến 800W. Đó, công suất của loa 800W luôn. Class D đàng hoàng ha. Đó, thì với 800W này thì con này công suất khá là cao so với một cái số 3 tấc. Mà nó còn gọn nữa cơ. Đó, mọi người có thể thấy này, đây là cái chiều cao chiều rộng của nó này. 500 này nhân 3 355 này nhân 4, cái chiều này là chiều cao nè. Chiều này là chiều ngang nè và chiều này là chiều sâu nè. Sâu 50, cao 50 và chiều ngang chỉ có 355, tức là 35 cm đó mọi người. Nói chung là khá gọn, nếu mà súp gia đình, đối với súp gia đình là cực kỳ gọn luôn ạ. Trọng lượng thì tầm 23 kg. Đó. Thùng gỗ đến 15mm ha, xài flywood. Ok, đó là những thông số kỹ thuật nhà hãng đưa ra cho mình nắm được. Còn về phần chi tiết thì mời mọi người tiếp tục với mình đến phần chi tiết và phần thực hình ảnh thực tế. Ok, vậy là qua cái phần lý thuyết khô khan rồi ha. Đến đây tiếp tục để mình đến phần thực hành, tức là sao, tức là mình sờ thực tế cái loa nó sẽ như thế nào. Mời mọi người. Đó. Mình đang có một con súp SE S112i ở đây. Đó, mình đã khui thùng demo luôn rồi mà ha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy kích thước của nó khá là gọn ha. Đó, như nãy mình cũng nói chiều cao nó chỉ là tầm 50 cm, chiều sâu 50 cm và chiều ngang này chỉ có 35 cm thôi ha. Lưới thì làm cái hình này không biết là cái hình gì, nhưng mà nhìn nó khá đặc biệt, nó khá lạ. Và đặc biệt hơn nữa là phía trước này không có logo nha. Logo của nó không có và nó chỉ ghi phía sau này thôi, nó ghi phía bên hông này thôi mọi người. Nó khá là tinh tế cái phần này, tức là đó, nó chỉ ghi vậy thôi. HTML rất là nhỏ gọn.
Ốc lưới thì họ làm ốc sao nha. Mình rất thích những cái thương hiệu, những cái sản phẩm mà làm bằng ốc sao như thế này. Thứ nhất là ốc nó chìm vô đây, mình rờ, thứ nhất mình không bị cấn tay. Thứ hai là những con ốc này rất là khó, nó không bị tòe à. Mọi người vẫn tháo ra tháo vô hoặc làm gì đó, nó sẽ không bị tòe ốc như mấy con ốc mà giống thập á. Mấy con ốc đó, mấy con vít kiểu đó cực kỳ vặn được vào, vặn ra vặn vô vài lần là coi như là nó tòe hết đầu luôn, nó tòe hết cái ốc, hư ốc luôn. Đó, tất cả con vít trên đây đều là ốc chìm hết nha mọi người. Mọi người nhìn, có thể nhìn sơ qua. Về cái phần sơn á, thì nó cũng là sơn cát truyền thống thôi, chống trầy này kia thôi, không có gì đặc biệt lắm. Con này thì súp này 23 kg lận, nhưng mà nhược điểm của nó là không có cái chỗ gì để bám vô ha mọi người, hai bên là trống lõm luôn đó, mọi người thấy này đó, này hơi dở ha. Cái này mà muốn bê đi đâu chắc chết luôn á, không có gì bợ, không không có gì cầm luôn á. Mọi người bợ là mọi người phải bợ hết lên luôn, hơi mệt rồi. Ok, mời mọi người qua phần phía sau. Cái phần phía sau này mới là phần quan trọng nè, cái phần ăn tiền của nó nè. Nguồn sẽ có hai đường, một in một out, thì mọi người hiểu cái này in vô tức là mình cắm điện để cung cấp cho con này, còn nguồn out ra tức là khi nào mình xài hai con súp giống nhau á thì mình sẽ cắm một cái dây từ con này qua một con kia luôn. Thế là dành cho những, ví dụ như là những cái kéo súp đi xa, mình sẽ không phải kéo dây nguồn liền 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 nhau, đây là súp nối súp luôn, thì nó sẽ, cái này là một cái cộng thêm của nó này. Tín hiệu vô thì là in layout thôi, đơn giản không có gì. Nguồn thì là kiểu nguồn mật tắt kiểu này, thì mình sẽ xài cái những cái nguồn mật tắt kiểu này á, thì mình sẽ tận dụng được cái con quản lý nguồn tốt hơn là những cái nguồn mà bấm như mấy bên Bow hoặc JBL hay làm. Bow JBL hay làm có mấy cái nguồn bấm á, bấm bục một cái nó mới lên á, thì khi có điện á thì mình vẫn phải ra mình bấm. Còn những cái nguồn cố định như thế này á, là mình xài quản lý nguồn tốt hơn đó. Đó, khá là đẹp ha mọi người. Đây là nguyên một cái lưới tản nhiệt luôn này, nguyên một miếng miếng nhôm. Cái tay cả cái SL Electronic này nó cũng là một miếng nhôm. Cái này nó tản nhiệt ra khá nóng, mình sờ đang hơi ấm ấm này. Đó, thì phần này là nguyên một phần tản nhiệt của nó. Đó, mọi người thấy không? Làm cực kỳ chỉnh chu nha, cái hãng SE này mình đã tư vấn, mình đã review rất là nhiều lần rồi, sản phẩm nào mình mở ra thì bên họ cũng làm rất chỉnh chu trong cái phần thiết kế. Đó, rồi. Trên này thì mọi người có gì, mọi người có nguyên một cái màn hình LCD luôn. Đó, mình nói cái phần smart của nó là đây nè, một cái phần DSP trong đó là đây nè. Trong đây á, cái súp này á, mình có thể chỉnh được rất khá, gọi là rất là nhiều thứ trong đây. Đây, nó có cái chữ hướng dẫn mình là push and hold to for menu nè, tức là ấn và giữ. Thì mình sẽ ấn và giữ nó. Đó, bây giờ nó roll bên trong mình nè. Đó, vô phần menu á thì mình có hai cái cho mình chỉnh. Một là mình chỉnh vô cái phần DSP setting, hai là mình chỉnh cái system setting. Đầu tiên mình cứ vô trước DSP setting trước đi ha. Đó, trong đây nó cho mình chỉnh quá trời nè. Preset library nè, tức là những cái preset mình chỉnh sẵn á, chẳng hạn như là con này là con súp dành cho, chẳng hạn như mình ghép với IC32, IC34 hay là IC38X hay là các dòng L1035 của thương hiệu SE đó, thì mình bấm vô thôi, có nghĩa là kiểu ghép bộ sẵn á, kiểu như những cái preset sẵn của nhà hãng đó. Hoặc là mình cũng có thể thêm vô tùy mình thôi. Đó, mình đây là nó cho mình ép thêm nè, ép thêm vô mình tự đặt tên nó. Đó, cho đến 8 cái luôn, rồi quá trời luôn. Back ra ha. Đến cái có hai bát filter ha, hai bát filter và low bát, kể cả low bát filter luôn. Thường thì rất ít cái thằng rất ít sub nào mà cho cái phần hai bát filter này, thường là sub nó chỉ cho low bát filter thôi. Tức là cái bộ lọc thông thấp á. Đó, chẳng hạn như cái bên này nó cho low bát filter là nó cắt từ 240 trở xuống nè. Đó, thì cái này nó cho cả hai bát filter luôn. Tức là cho mình cắt tà chi tiết cái phần súp. Là có nghĩa là chẳng hạn như mình không thích 36, mình thấy nó trầm quá, mình thấy nó kiểu như là hơi sâu quá, đánh ấm quá mình không thích. Mình đánh nó thích cứng hơn xíu thì mình đẩy phần hai bát filter lên một chút xíu, mình lên tầm 60 hay năm mấy 60 nè. Mình lưu lại thôi. Đó. Còn nếu mà mình không thích đó thì mình thích mềm, mình thích mở giải hết cỡ cho súp thì mình có thể đánh xuống 36. Đó. Súp rất ít súp nha, mình nhắc lại rất ít súp cho phần hai bát filter này, toàn là low bát không à. Rồi directivity, directivity này nó giống kiểu như chọn chế độ cardioid hoặc cái gì đấy mọi người. Đó nè, nó có cardioid này, có amplify này. Cái này nếu mọi người đọc thêm về phần âm thanh thì về súp thì mọi người sẽ hiểu được những cái chế độ này. Thường thì nếu mà đánh một súp trong gia đình mình xài normal thôi. Đó, cho chỉnh pha luôn nè, có cho EQ 1, 2, 3, 4, mấy 5 chế độ EQ luôn, mình thích chỉnh EQ gì mình chỉnh.
Đó, ví dụ EQ2 vô đó, vô Paradigmic đó, mình chỉnh là tần số nào mình muốn đẩy gain lên bao nhiêu thì mình cho vô hết. Tức là bên này, cái này cho chỉnh cực kỳ chi tiết luôn. Đó, mọi người thấy không? Khi mà có một cái DSP cho một cái con loa súp thì nó sẽ là như vậy đó mọi người. Cho quá trời luôn, cho cả delay luôn, sẽ delay luôn. Cái delay này rất là ngon nha mọi người. Chẳng hạn như mọi người set những cái dàn âm thanh mà mình để tầm độ 3 4 quả súp trở lên á thì bắt buộc, và để ở một cái không gian rộng á thì bắt buộc súp phải có delay nha. Súp mà không có delay thì thôi luôn, làm sao mà setup nổi. Ví dụ đặc biệt là thầy xem mấy cái con mà mixer bàn nữa không có cái phần delay này chắc chết luôn. Đó. Sắp tới thì một dự án mình có một xài con này. À, dự án đó hình như mình xài 4 hay 6 con súp này á. Là mình chưa lựa chọn con súp này bởi vì là nó có delay. Đó, nó có delay và nó kết hợp với con IC38X cực kỳ hay luôn. Và mình setup cho một cái dàn cho một nhà khách mà xài đàn piano này kia nữa, thì khi nào mà xong bên mình sẽ có review chi tiết cho cái dàn đó, thì có gì mọi người sẽ tham khảo phần đó ha. Đó, nó có cho cả input sensitivity nè. Đó, nói chung là rất là nhiều thứ trong đây cho mọi người chỉnh ha. Nếu như ai mà chuyên mà thích chỉnh những cái này, còn phần system này thì dễ thôi. System thì nó chẳng qua là chỉnh độ sáng của cái LCD thôi chứ không có gì hết trơn á, rồi lock này kia, menu thêm out, mấy cái đơn giản thôi, không có gì. Ngoài ra ra back ra phía ngoài này thì có phần in out thì mình vặn thêm thêm bớt tùy mình thôi. Đó, này là tắt đi hoặc thêm thôi. Thường thì mấy cái này mình có vang số trong căn karaoke gia đình, mình có vang số rồi thì mình cứ để nguyên nó như vậy. Mình không có cần chỉnh gì nhiều, trừ khi mình ứng dụng vào những cái phần như là sân khấu, bộ dàn sân khấu hoặc là hội trường ấy, thì mình mới xài mấy cái này thôi. Đó. Đó. Hôm nay thì mình chỉ review sơ qua cho mọi người nắm thôi ha. Thì sắp tới thì có thể bạn Huy hoặc là anh Vũ có thể review cho mọi người kỹ hơn về chi tiết bên trong, cũng như là những cái củ loa đập thùng nó sẽ như thế nào, củ loa như thế nào. Rồi vừa rồi thì mình vừa mới giới thiệu cho mọi người cái dòng súp đến từ thương hiệu SD Audio-Technique S112i Pro ha. Thì nếu mọi người thích cái series giới thiệu sản phẩm này của mình thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để tìm kiếm ra nhiều các sản phẩm mới hay mà chất lượng để giới thiệu đến mọi người ha. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.